Sáng 9 tháng 7, ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thuốc men, lương thực, cấp cứu. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, chân cầu An Phú Đông, quận Gò Vấp, nối quận 12 và quận Gò Vấp, tất cả xe máy, ô tô qua chốt đều được dừng xe, kiểm tra mục đích ra đường. Nếu không có lý do chính đáng sẽ không được qua chốt. Ông L, 50 tuổi, ngụ quận 12 cho biết, ông sống ở quận 12, mới mua một căn nhà ở quận Gò Vấp và nuôi một con chó để trong nhà. Đầu giờ chiều nay ngày 9 tháng 7, ông mang cơm qua cho chó ăn, thì bị cảnh sát giao thông nói lý do không chính đáng, buộc ông phải quay về quận 12. Lý giải về trường hợp này, chiến sĩ cảnh sát giao thông tại chốt giải thích, các mục thiết yếu theo chỉ thị 16 Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giải thích rõ, các trường hợp thật sự cần thiết ra ngoài là mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Trường hợp trên là không chính đáng, nên không giải quyết cho qua được. Chiến sĩ cảnh sát giao thông cho biết thêm, hiện tại chốt kiểm tra người dân và chủ yếu làm công tác vận động tuyên truyền cho người dân nên ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều người làm ở các công ty không nằm trong mục được phép hoạt động theo chỉ thị 16, nhưng cũng cấp giấy xác nhận cho nhân viên. Những trường hợp này, lực lượng chức năng xem xét kỹ giấy xác nhận và cũng yêu cầu quay lại.